Thưa quý vị, hiện nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố diễn biến ngày càng phức tạp. Bên cạnh việc tích cực thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, người dân cần lưu ý các quy định pháp luật liên quan đến phòng chống dịch để tránh bị phạt. Để giúp người dân hiểu hơn về mức xử phạt một số hành vi vi phạm phòng chống dịch, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng đã có buổi phỏng vấn ông Huỳnh Bá Hảo, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng. Xin chào ông, cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cái cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa ông, thì từ 18 giờ chiều nay thì thành phố Đà Nẵng áp dụng giãn cách xã hội toàn thành phố. Vậy thì so với chỉ thị số 16, giãn cách lần này thì nó sẽ có những cái điểm khác biệt, những cái xử lý mạnh hơn như thế nào? Và đặc biệt là đối với người dân mà ra đường khi mà không thực sự cần thiết thì sẽ bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật ạ? Thì chỉ thị thành phố có những cái quy định mạnh mẽ, quyết liệt và cao hơn cái chỉ thị 16, có thể đơn cử một vài trường hợp, ví dụ như là thì bắt buộc người dân phải khai báo y tế 3 ngày một lần, hoặc là chỉ thị 16 thì khi ra ngoài thì không quy định có cái giấy tờ xác nhận. Nhưng chỉ thị lần này khi đi ra ngoài là phải có cái giấy xác nhận của cơ quan đơn vị hoặc địa phương là xác nhận là đủ điều kiện để lưu thông. Thì trong trường hợp thành phố đã áp dụng các cái biện pháp về phòng chống dịch bệnh, tuy nhiên thì một số đối tượng vẫn ra ngoài trong những trường hợp không cần thiết thì có thể bị xem xét xử phạt theo quy định tại khoản 2 điều 14 nghị định 117 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt trong lĩnh vực y tế, thì cái mức xử phạt là từ 5 triệu đến 10 triệu đồng. Còn đối với những cái sai phạm trong việc là không tạm đình chỉ một số cái hoạt động kinh doanh nó không phải thuộc những cái lĩnh vực thiết yếu thì theo quy định của pháp luật thì sẽ xử lý như thế nào thưa ông? Trong trường hợp các cái cơ sở hoạt động dịch vụ mà không chấp hành các quy định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố vẫn mở cửa và hoạt động dịch vụ tại nơi công cộng thì có thể bị xem xét xử phạt theo quy định tại điểm C khoản 3 điều 12 nghị định 117 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, thì mức phạt là từ 10 triệu đến 20 triệu đồng. Thưa ông, cũng qua những cái đợt dịch vừa rồi thì cũng vẫn còn cái hiện tượng là một số nơi có tăng giá lương thực thực phẩm, một số cái mặt hàng thiết yếu. Vậy thì đối với những hành vi này thì pháp luật có những cái quy định xử phạt như thế nào? Cái việc tăng giá các cái mặt hàng lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm trong tình hình dịch bệnh COVID-19 cũng như trong những cái trường hợp thiên tai, địch họa, hỏa hoạn là vi phạm vào điều 17 nghị định 109 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực là giá phí, lệ phí và hóa đơn, thì cái mức phạt sẽ là từ 20 triệu đến 30 triệu đồng. Ngoài ra trong cái hình thức xử phạt này thì có áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là thu lại cái số lợi bất chính mà đối tượng đã thu được trong cái quá trình là nâng giá. Thì hiện nay thì Ủy ban dân thành phố đã chỉ đạo các sở ngành, quận huyện chuẩn bị một cái lượng hàng hóa lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết rất đầy đủ. Chính vì vậy mà đề nghị bà con nhân dân thì cũng hết sức là yên tâm bình tĩnh, không có nghe những cái thông tin mà không chính thống mà đổ xô đi mua tích trữ hàng hóa lương thực thực phẩm. Một lần nữa thì xin cảm ơn ông về buổi phỏng vấn ngày hôm nay.